Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Xe buýt đến rồi đây. Chút chút. Hả? Gì thế kia? Hả? Là hộp cơm trưa của ba. Hả? Ôi, bà các con quên hộp cơm trưa rồi. À, chúng ta đi đưa cơm cho ba bằng xe buýt nhá. Đi xe buýt, đi xe buýt. Lần lượt lên xe theo hàng nhé. Tiền xe cho ngay vào đây. Quý khách trên xe sẵn sàng chưa? Xe buýt đi ngay rồi đây. Yeah! Vòng quay xe nhanh nhanh ta đi cùng nhau. Người trên xe nghiêng nghiêng hai bên phải trái. Ai trên xe muốn xuống không? Ai rung chuông? Không không, dừng lại dừng ngay. Dừng dừng. Nào trên xe ai không đi? Không không. Giờ xe buýt chúng ta làm sao? Kìa nhìn xem chuông ai vừa bấm. Tiền mà người tôi sẽ không làm thế. Hãy bấm chuông nêu xuống điểm tới. Trên xe muốn xuống không? Đinh 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 có tiếng chuông reo lên. Vừa rồi chuông kêu lên. Tôi bấm. Dừng lại ngay thôi xe buýt. Cẩn thận xe đang phanh. Đi thôi, chờ một chút để xe dừng bay. Làm theo quy định khi dừng xe. Đừng quên nói lời xin cảm ơn. Tạm biệt. Ồ, Timmy. Ba, ba. Hộp cơm trưa của ba. Timmy, cảm ơn con đã mang cơm cho ba nhé. Con đã đi xe buýt đến đây đấy. Làm tốt lắm, Timmy. Alo, vâng, đúng rồi ạ. Không an toàn và hãy nhớ không chạy xung quanh. Đừng chạm nhé. Đừng chạm nhé, rất nguy hiểm nồi nước nóng. Đừng chạm nhé. Đừng chạm nhé, nồi nước nóng không an toàn đâu. Đừng chạm nhé. Hơi bé ngoan, chớ có vui chơi trong bếp này. Nồi nước nóng kia không an toàn và hãy nhớ không chạy xung quanh. Đừng chạm nhé. Đừng nghịch nhé, hơi bé ngoan không chạm vào dao. Đừng nghịch dao. Đừng nghịch nhé, ôi dao đó không an toàn đâu. Đừng nghịch dao. Hơi bé ngoan, chớ có vui chơi trong bếp này. Nghịch dao sẽ rất không an toàn và hãy nhớ không nghịch ở đây. Đừng nghịch nhé. Timmy, con không nên chơi ở trong bếp bởi vì ở đây rất nguy hiểm. Nào con yêu, hãy luôn luôn cẩn thận nhé. Cẩn thận nhé. Và hãy nhớ chơi trong bếp không an toàn đâu. Không an toàn. Hỡi con yêu, hãy tránh xa những đồ nguy hiểm. Và con nhớ luôn nghe lời mẹ, ở trong bếp không nghịch ngợm nha. Cẩn thận nha.
chúng ta hãy ra phòng khách chơi thôi. Vâng ạ. Các bé hãy nhớ đừng vui chơi ở trong bếp nhé. Tạm biệt. Wow, hôm nay trông mẹ thật là xinh. Các con ở nhà ngoan nhé, mẹ sẽ về sớm. Vâng ạ. Chúng mình hãy trang điểm cho ba đi. Hả? Xinh đẹp, xinh đẹp. Chẳng nhìn thấy đu 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 đu, dừng lại nghe đu 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 đu, đã
đu 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 đu, vui sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Miu Miu. Tớ đã đưa những người bạn mời đến này. Tuyệt. Tớ thích những người bạn mới. Nhìn kia, họ đến đây rồi. Wow, nhìn họ thật ngầu. Hãy làm quen với các bạn ấy. Hãy nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải lịch sự nhé các bạn. Chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Hãy nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải lịch sự nói to rằng chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Hãy nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải thật vui nhé các bạn. Chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Trời đang tối dần rồi, chúng ta phải về nhà thôi. Được rồi, chúng ta có thể chơi với các bạn ấy vào hôm khác. Hãy nhớ khi chúng ta tạm biệt, bạn mới quen phải lịch sự nhé các bạn. Chúng ta xin chào tạm biệt bạn nhé. Hãy nhớ khi chúng ta tạm biệt, bạn mới quen phải tự tin nói to rằng chúng ta xin chào tạm biệt bạn nhé. Hãy nhớ khi chúng ta tạm biệt, bạn mới quen phải thật vui nhé các bạn. Chúng ta xin chào tạm biệt bạn nhé. Mình muốn uống nước ngọt quá. Nước ngọt, nước ngọt. Ở đây có nước ngọt miễn phí. Nước ngọt của mình đâu? Chắc cái máy này bị hỏng rồi. Mình phải làm cách nào để lấy được nước ngọt đây? Ba ơi, con muốn mua gì đó để uống. Mấy bạn hàng thân yêu đây rất nhiều thức uống. Wow. Con sẽ chọn ăn sữa chua thật ngọt ngào và thơm ngon. Yeah. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Ta có ngày sữa chua thật ngọt ngào và thơm ngon. Yeah. Oh, mình nên bấm nút nữa. Thật quá dễ. Mấy bạn hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Ta sẽ chọn uống nước ngọt thật lạnh vị cola. Giờ mình cùng ấn nút, giờ mình cùng ấn nút. Ta có ngày nước ngọt thật lạnh vị cola. Ơ? Nước ngọt của ta đâu? Ở đây có máy bắn nước tự động này.
ăn yêu với rất nhiều thức uống. Wow. Ta hãy mau chọn nước cam thật là thơm ngon. Yeah. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Ta có ngay nước cam thật là thơm ngon. Yeah. Ta nên đặt tiền vào đó nữa. Máy bán hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Wow. Ta sẽ chọn uống nước ngọt thật lạnh vì cola. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Ta có ngay nước ngọt thật lạnh vì cola. Mẹ đang nấu món gì vậy? Bé khủng long và con đói rồi. Mẹ đang làm bánh rán nhưng chưa xong đâu. Còn chơi với bé khủng long đợi mẹ nhé. Hey Tino, bạn đói bụng không? Có, mình đói rồi. Vậy thì cùng đi tìm đồ ăn ngon nào. Chẳng vệ sinh có màu hồng phải kẹo không? Kẹo dâu tây đây ta ra ăn thử nào. Ôi không không, đó không phải kẹo dâu tây. Đó là thuốc, bạn không nên ăn thử. Lanh thật đẹp là gì kia? Thì ra là bánh rất ngon, ta cắn miệng nào. Ôi không không, đó không phải là bánh, đó là đồng xu, đừng ăn nó. Hình khoai vuông to màu đỏ đỏ thật xinh. Ồ ngon ngon, miếng bánh ta sẽ ra ăn thử. Ôi không không, đó không phải là bánh, đừng cho miếng đồ chơi lắp ghép vào miệng. Nhiều màu và dài ghê, sô cô la quay đúng chứ, ta sẽ ra ăn thử. Ôi không không, không phải là sô cô la, chúng là bút màu. Em cho những đồ vật này vào miệng nha, không ăn linh tinh bé nhé, chúng không an toàn. Nhớ không ăn hãy cẩn thận nha, hãy luôn cẩn thận khi cho bất cứ thứ gì vào miệng. Bánh thơm quá. Mẹ đã rán bánh xong, cùng ăn nào. Chờ đã, nóng đấy. Thang máy, thang máy. Nó đây rồi. Cái gì đây nhỉ? Thang máy hỏng rồi. Chúng ta phải đi lên tận tầng 6. Làm sao bây giờ? Rất cao đấy. Con không muốn đi thang bộ đâu. Đừng lo lắng Mimi. Ở đây có các bậc thang tự di chuyển đấy. Đoán xem nó là gì nào. Các bậc thang tự di chuyển ạ? Con biết. Đó là thang cuốn. Còn giỏi quá. Thang cuốn, thang cuốn. Cùng đi thang cuốn nào. Vâng ạ. Thật là dài giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn, đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Thang cuốn thật là dài ở giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn, đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con.
hãy đứng đúng cho an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy, khi đi thang quan hãy cẩn thận. Mẹ ơi, con thích đồ chơi. Thang cuốn thật là dài ở giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy, khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Vui thật.